Quý vị thân mến, với lịch sử chơi đồ gỗ hàng nghìn năm thì ở đất nước Việt Nam ta là một trong những nơi có cái sở thích chơi đồ gỗ rất lâu và cũng rất rộng lớn. Nhưng mà những cơ sở được cung cấp về những dịch vụ sau bán hàng cũng như là có trách nhiệm với những cái tác phẩm mình làm ra thì hầu như là chưa có. Và điều đó đã thôi thúc Tranh Gỗ Bùi Gia đem đến một cái dịch vụ sau bán hàng thật là chất lượng cũng như là nâng cao cái trách nhiệm của mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có mặt tại nhà một vị khách hàng để xử lý những cái vấn đề sau bán hàng. Một bộ tranh từ quý chúng tôi đã làm cách đây 3 năm thì hiện tại có những cái vấn đề, ví dụ như là quý vị nhìn thấy có những cái vết ố cũng như là do thời tiết ở miền Bắc là nó bị nồm, cho nên là kết hợp với cái dầu ở gỗ nó ra và sau đó là nó bị ố ở trên cái tác phẩm. Vậy nên là ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tháo cái bộ tranh này và sau đó là đem về xưởng để đánh giấy ráp lại. Điều đó phản ánh một cái điều với quý vị, đó là một là trách nhiệm của người chế tác và cái thứ hai nữa đó là trách nhiệm với tác phẩm mà mình làm ra để cung cấp tới thị trường một cái dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhất. Và quý vị hãy chờ đợi khoảng độ tầm 10 hôm nửa tháng nữa sau khi chúng tôi làm xong thì sẽ có một cái clip tiếp theo để cung cấp cho quý vị về kết quả làm việc của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.